Ở phần này chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ. Bài tập này là tính giá trị của điện trường E ở trong màng tế bào. Và cái thuật ngữ tiếng Anh của cái màng tế bào nó là membrane. Đấy, membrane of cell. Cell là cái tế bào, membrane là cái màng. Điện trường ở đây á, là electric field. Thì ở đây là yêu cầu mình tịnh cái electric field này ở trong cái membrane của cái màng tế bào, cái cell. Đây là cái hình ảnh của một cái tế bào và mình thực hiện một cái lát cắt ngang. Và ta thấy ở đây có rất là nhiều cái thành phần để cấu tạo nên một cái tế bào. Và một cái tế bào thì nó rất là nhỏ, nhưng mà bên trong nó thì cũng chứa rất là nhiều thành phần, nó như một cái thế giới đầy đủ mọi yếu tố ở bên trong đó. Ta thấy đây là cái nhân tế bào này, cái chỗ này này, cái nhân tế bào. Nhân này thì nó bên trong nó có cấu tạo của nhân con ở bên trong cùng này, có màng nhân này, lỗ màng nhân này, chất nhiễm sắc và nhiễm sắc thể. Đây. Thì ngoài cái nhân tế bào ra thì nó còn có ví dụ là tế bào chất này, rồi đây như là vi thể này, rồi là lưỡi nội chất này, bộ máy Golgi này, rồi là ti lạp thể này, rồi là màng tế bào. Đấy. Có rất là nhiều cái thành phần cấu tạo nên một cái tế bào. Và ở cái bài tập này thì chúng ta sẽ tính toán cái điện trường mà nó liên quan đến cái màng tế bào thôi. Chúng ta sẽ quan tâm đặc biệt về cái màng tế bào. Thì một cái màng tế bào ta quan sát đây, nó là một cái màng mỏng, rất là mỏng. Đấy. Cái tế bào thì nó đã rất là nhỏ rồi, thì cái màng tế bào này nó cũng rất là mỏng nữa, nó bao bọc xung quanh cái tế bào này. Đấy, để nó ngăn giữa các cái thành phần ở bên trong tế bào, để nó ngăn cách với các cái thành phần ở bên ngoài của tế bào. Đấy, nó chính là cái màng tế bào. Và ta sẽ tịnh cái điện trường ở bên trong lòng của cái màng tế bào này. Đấy, một cái màng rất là nhỏ như vậy. Và bây giờ ta lại tịnh cái điện trường ở bên trong lòng của nó, lòng của một cái rất là mỏng như vậy. Thì đây là cái hình ảnh của cái màng tế bào này. Đấy, cái phần này. Đấy. Ở phía dưới này là cái thành phần nội bào, tức là cái thành phần ở bên trong của cái tế bào đấy, trong lòng của tế bào. Còn ở phía trên là cái bên ngoài của tế bào, hay mình còn gọi là ngoại bào. Đấy. Thì phía dưới là nội bào và phía trên là ngoại bào. Thì cái màng tế bào á, nó sẽ ngăn cách giữa nội bào với ngoại bào, ngăn cách hai cái đó với nhau. Và một cái màng tế bào thì nó rất là mỏng. Đấy. Nhưng khi mình phóng to ra thì mình thấy nó được cấu tạo cũng khá phức tạp đấy. Nó được cấu tạo bởi hai lớp lipid kép. Thực ra là một lớp lipid kép, đúng không? Tức là hai lớp lipid nó ghép lại với nhau ấy, nó tạo thành cái màng tế bào. Và cái lớp lipid kép này thì nó có cái đầu ưa nước nha. Đầu ưa nước thì hướng ra ngoài và cái đầu kỵ nước thì hướng vào trong. Từ vào trong thì mình hay nghĩ như là vào bên trong lòng tế bào, nhưng không phải. Vào trong ở đây á, tức là vào trong lòng của màng tế bào. Đấy, vào cái phần ở giữa này này, giữa của cái màng á nhá. Thì cái đầu kỵ nước nó hướng vào đây. Còn ở bên trong lòng của tế bào và nó chứa nhiều nước, nhiều cái dung dịch ở trong đó, cho nên nó không thể nào là có cái phần kỵ nước ở đây được. Nha. Cho nên cái phần mà phần ưa nước á, thì nó sẽ hướng ra ngoài, ra ngoài của cái màng tế bào. Thì ra ngoài màng tế bào thì có hai kiểu, một là ra ngoài màng tế bào nhưng mà để hướng vào bên trong lòng của tế bào. Ở đây này, đấy, cái đầu ưa nước này này, đấy. Và một cái đầu ưa nước nữa là hướng ra ngoài, ra ngoài của màng tế bào nhưng mà lại hướng ra phía ngoài
cái môi trường ngoại bào á. Đấy, vì cái môi trường ngoại bào nó cũng có nhiều nước, cho nên cả cái đầu ơ nước nó sẽ hướng ra cái chỗ nào ơ nước thì nó sẽ hướng ra đấy. Đấy gọi là ơ nước thì cái chỗ nào nó có nhiều nước thì nó sẽ hướng ra chỗ đấy. Thì ở ngoại bào nó có nhiều nước cho nên nó cũng hướng ra ngoại bào. Vì nội bào nó cũng có nhiều nước cho nên nó cũng hướng vào nội bào. Đấy. Chính là hai cái đầu ơ nước nó hướng ra ngoài và hướng vào trong nội bào và ngoại bào. Còn hai cái đầu kỵ nước thì nó hướng vào nhau. Đấy, hướng vào nhau và nó nằm ở bên trong lòng của cái màng tế bào. Và hai cái đầu ứ nước này này nó hướng ra bên trong và bên ngoài của cái tế bào á, cho nên nó có khả năng tích điện được. Đấy, tích điện được. Và vì vậy thì trở lại với cái bài toán, tức là để tĩnh được cái điện trường ở trong màng tế bào thì ta phải xem xét cái màng tế bào nó cấu tạo bởi hai cái mặt phẳng, mặt ở phía trong và mặt ở phía ngoài này này, và hai cái mặt đấy là hai mặt dẫn điện. Đấy, và thực tế là nó dẫn điện chạy dẫu. Đấy, dẫn điện chạy dẫu nhau. Giống như hai cái mặt A1 và A2 á, ta đã khảo sát ở bài trước là nó tích điện chạy dẫu nhau. Đây là cái màng, hai cái mặt này, mặt trong và mặt ngoài, nó tạo thành hai cái mặt. Hai cái mặt như là mặt A1 và A2 này này, ở cái bài trước ta đã khảo sát rồi. Nó sẽ tích điện. Và khi đấy thì cái công thức tĩnh cái trong trường hợp mà nó tích điện chạy dẫu nhau á, đấy, khác dẫu nhau, thì cái công thức tĩnh cái điện trường ở giữa nó sẽ bằng E, nó sẽ bằng 4 K pi nhân với rho. Đấy, rho là cái điện trường, à, cái mật độ điện tích ở trên cái bề mặt của màng tế bào. Thì đây là E sẽ bằng 4 K pi nhân rho. Công thức tĩnh cái điện trường này, ta dùng công thức này ta tĩnh cho cái trường hợp này, cho cái màng tế bào. Đấy, rho là cái mật độ điện tích ở trên cái bề mặt của cái màng tế bào này. Đây, ở cái bài cái hai cái màng tế bào, đây một màng này, đây một màng nữa này. Cái màng tế bào nó có hai mặt, đúng chưa? Đây là mặt trong này. À, mặt bên trong thì nó âm hơn bên ngoài, thế là bên này là mặt trong này, đây, bên A2 là mặt trong này, và bên A1 là cái mặt ngoài của cái màng tế bào. Đấy, đây là hai mặt của màng tế bào A1 và A2, nó tích điện chạy dẫu nhau. Đấy, cho nên công thức tĩnh nó sẽ là E sẽ bằng 4 K pi nhân rho. Đấy. Thì ở đây giờ đã có cái dữ liệu đã cho là cái rho á, thì nó bằng rho là cái mật độ điện tích ở trên cái bề mặt của cái màng tế bào, thì nó bằng 1,1.03 nhân với 10 mũ trừ 4 C M trừ 2 M lũy trừ 2. Ở đây thì nó cũng cho thêm cái dữ liệu là cái độ dày của màng là 6 nanomet với cái bán kính tế bào là 5 micromet. Hai dữ liệu này thì ta tạm thời ta chưa sử dụng. Ta sẽ sử dụng cái dữ liệu là cái mật độ điện tích ở trên cái bề mặt của cái màng tế bào á, thì nó bằng cái giá trị này. Bây giờ ta sẽ tính toán theo công thức này, E bằng 4 K pi nhân với rho, vậy rho bằng cái này. Thì kết quả tính toán á, thì ta sẽ thu được là cái giá trị nó là như thế này. Chúng ta vào cái phần driver, chúng ta trước ta đã tạo một cái file. Ở đây file này ta mở nó ra ở trong cái Colab Research Google com á. Đấy, thì cái hệ số K thì bằng chín nhân với 10 mũ chín, tức là chín e chín. Rồi là hệ số pi, pi của ta thì cho là bằng 3.14. Rồi là cái rho, của ta là cái mật độ điện tích ấy. Ta sẽ bằng 1.03 nhân với là 10 mũ trừ 4, tức là e trừ 4. Thì cái điện trường E
ta sẽ bằng 4 nhân với k nhân với pi và nhân với rho. Pin pin e này. Kết quả của ta đây là 116431120. Ta viết lại đây là một đưa đến hai số này, 4 số, 6 số, 7 số. Vậy là 1,17 nhân với 10 mũ 7, tức là e mũ 7 này, e 7 này. 1,17 nhân với 10 mũ 7. Đây là cái e của ta, nó sẽ bằng được này. Như vậy ở đây ta thấy là ta thu được cái bằng công thức tĩnh này, thì với cái rho như thế này thì ta tĩnh được cái điện trường E đấy, giữa hai cái mặt của cái màng tế bào, tức là ở bên trong lòng của cái màng tế bào á, thì nó sẽ bằng 1,17 nhân với 10 mũ 7 Newton chia trừ 1 Newton chia cho Coulomb. Còn ở bên ngoài, bên ngoài bên này, tức là phía bên này là bên trong của cái tế bào ấy, tức là bên nội bào, thì điện trường E bằng 0. Và phía bên này là bên ngoại bào, phía ngoài của cái tế bào, ngoại bào, thì cái điện trường E nó cũng bằng 0 luôn. Như vậy thì ở cái bài này chúng ta đã tính toán xong được cái điện trường ở bên trong lòng của cái màng tế bào. Ở đây là bên trong lòng của cái màng tế bào chứ không phải là bên trong lòng của tế bào. Đấy, phân biệt chỗ này một chút, hơi để ý một chút, chúng ta có thể bị nhầm lẫn ở chỗ này. Ở bên trong lòng tế bào thì nó có một cái điện trường là 1,17 nhân với 10 lũy thứ 7 Newton chia cho Coulomb. Còn ở bên trong của cái tế bào thì điện trường bằng 0, và bên ngoài tế bào, môi trường nội bào và ngoại bào á, thì điện trường nó đều bằng 0 hết.